Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 8 tây tháng 7 năm 2020 và là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Thì chưa gì hết chúng ta thấy đã đến giữa tuần và lúc mà làm video này thì ở Việt Nam đã là ngày thứ năm. Thì hôm nay cũng có một số những thông tin nổi bật tôi muốn đem đến cho các bạn. Chú ý chúng ta sẽ nói tới một số những cái đồng mà có cái sự dao động mạnh và đương nhiên chúng ta sẽ nói tới tình hình của bitcoin hiện tại cũng như chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin liên quan tới đồng dogecoin dogecoin đã tăng lên hơn 20% tại vì một cái thử thách ở trên cái ứng dụng tiktok chúng ta cần phải cẩn thận về vấn đề này thôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà quan trọng hơn là có một thông tin liên quan tới TikTok đó chính là Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mike Pompeo đã có cái ý định là muốn cấm cái ứng dụng TikTok ở Hoa Kỳ. Vấn đề này là như thế nào chúng ta cũng sẽ nói tới một lát nữa. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin liên quan tới đồng cờ đo đồng ADA. Tại vì nhiều bạn tiếp tục hỏi thuận là tại sao chúng ta thấy cái sự tăng trưởng quá mạnh của đồng ADA. Các bạn thấy chỉ trong vòng có 10 ngày mà đồng ADA đã tăng trưởng 85% con số tăng trưởng thực sự rất nhiều chúng ta sẽ nói về đồng ada trong video này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn nhận được giá trị trong video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin hiện tại thì các bạn thấy được là Bitcoin thì không có di chuyển nhiều trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua nhưng mà có nhiều altcoin di chuyển rất nhiều trong đó các bạn thấy là Dogecoin đã tăng 21,6%, SeaCoin tăng 20%, HoloCoin tăng 37% và các bạn thấy được là tình hình Bitcoin hiện bây giờ thì chúng ta đã thấy một số những bài viết liên quan tới Bitcoin và vàng. Tại vì vàng ngày hôm nay một lần nữa đã phá 1.800 đô khi mà chúng ta nhìn vào cái giá hợp đồng tương lai vàng ở trên CNBC thì hiện tại là 1820 đây cũng là một cái sự đột phá đối với giá vàng tại vì các bạn thấy là giá vàng đã đi trong phạm vi rất là nhỏ trong thời gian mấy tháng qua các bạn thấy lúc nào cũng là 1.700, 1700 1750 1725 nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng thấy được là cái giá vàng đã phá 1.800 đô bây giờ là 1820 thì giá vàng ở tình hình hiện tại thực sự là rất là cao lần cuối cùng mà giá vàng phá 1.800 đô đã là năm 2011 có nghĩa là đã rất lâu 2011 là cách đây 9 năm thì ở cái thời điểm đó tại sao giá vàng lại tăng trưởng thường nghĩa này nhiều bạn cũng đã biết đó chính là liên quan tới cái thời kỳ khủng hoảng năm 2008 dẫn đến giá vàng tăng trưởng nhưng mà sau đó khi mà thị trường chứng khoán hồi phục lại bắt đầu là từ giữa năm 2009 và tăng trưởng cho tới trước khi mà dịch bệnh xảy ra thì giá vàng đã đi xuống liên tục và cho đến ngày hôm nay chúng ta mới thấy được là giá vàng đã trở lại cái mức cao của năm 2011 và từ đầu năm cho tới bây giờ giá vàng đã tăng lên 6,8% khi mà chúng ta nhìn vào BTC thì các bạn thấy được là từ đầu năm có nghĩa là từ ngày 1 tây tháng 7 để các bạn thấy được là đã tăng bao nhiêu phần trăm thì các bạn thấy trong vòng khoảng chừng là một tuần qua tại vì chúng ta chỉ mới là 8 tây tháng 7 thì từ ngày 1 tây tháng 7 cho đến thời điểm hiện tại thì BTC cũng đã tăng nhưng mà tăng khoảng chừng 1,39% chứ không có tăng nhiều Như là các bạn thấy là giá vàng đã tăng 6,8% Tuy nhiên nhiều người vẫn thấy được là giá của BTC và giá vàng là đi cùng một xu hướng Thật ra cho tới bây giờ chúng ta cũng đã từng nói tới trong một số những video trước đây là giá vàng, giá BTC và thậm chí cổ phiếu đều đi cùng một xu hướng Tại vì các bạn cũng đừng có quên là giá vàng tăng lên trong vòng thời gian 1 tháng qua, 2 tháng qua btc cũng tương tự nhưng mà chứng khoán thì cũng tương tự cho nên thời điểm hiện tại là tất cả những tài sản đều đi cùng một cái nghiệp tránh khi nào mà các bạn thấy là có một sự kiện gì đó xảy ra và bây giờ thì chúng ta chưa biết được là tình hình kế tiếp của tài chính sẽ ra sao tại vì hầu như là mỗi ngày chúng ta đều nhận được một cái thông tin khác các bạn thấy là có ngày thì cổ phiếu đi xuống tại vì người ta lo ngại bị dịch bệnh có ngày cổ phiếu đi lên tại vì sắp có vaccine có ngày cổ phiếu đi xuống tại vì chúng ta lại thấy thêm nhiều thất nghiệp có ngày cổ phiếu đi lên tại vì nhiều người bây giờ lại đang phấn khởi về cái sự việc là dịch bệnh sẽ không làm trì hoãn sự hồi phục của nền kinh tế tại vì chúng ta vẫn tiếp tục mở cửa và tiếp tục hồi phục lại cho nên các bạn thấy được là người ta không biết được là tình hình kế tiếp của chứng khoán sẽ ra sao và đặc biệt bây giờ là các bạn thấy cái số tiền mà đứng ngoài lời có nghĩa là cái số tiền mà bây giờ không đầu tư vào thị trường chứng khoán rất là cao lên tới 7 nghìn tỷ đô la thì 2 nghìn tỷ đô la là đang nằm trong những cái chương mục gửi tiết kiệm và 5 nghìn tỷ đô la còn lại đang nằm trong những cái quỹ gọi là money market những quỹ đó là những cái quỹ đầu tư ngắn hạn và an toàn để cho người ta chờ đợi vào tình hình của cổ phiếu như thế nào bây giờ thì có hai cách suy nghĩ một cách suy nghĩ là người ta nghĩ là bây giờ cổ phiếu đã lên quá cao và cơ hội là dịch bệnh đang hoành hành cho nên chúng ta sẽ thấy được là cổ phiếu sẽ đi trở xuống tại vì những cái con số được đưa ra liên quan tới thất nghiệp liên quan tới tài chính sẽ không được tốt trong thời gian tới đây cho nên nhiều người bây giờ là đang chờ đợi để cổ phiếu đi xuống một số người thì lại nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục là hồi phục lại hình chữ V Có nghĩa là các bạn thấy là đi thẳng trở lên, đi xuống mạnh và đi lên mạnh Cho nên nhiều người bây giờ lại tiếp tục tham gia vào thị trường cổ phiếu Một chứng minh các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái tình hình của Nasdaq Thì Nasdaq đã liên tục phá đỉnh mới Nasdaq là cái chỉ số mà chúng ta thấy là có nhiều công ty công nghệ nằm trong đó những công ty công nghệ thì thường là nhà đầu tư coi những cổ phiếu đó thì những cổ phiếu có cái tính nguy hiểm cao hơn là chúng ta nói tới những công ty mà có mặt lâu đời và vốn hóa mạnh như là công ty ở trong những cái chỉ số như là dow jones nhưng mà những công ty mà ở trong cái thị trường nasdaq thì chỉ số nasdaq vẫn tiếp tục tăng lên tại vì vẫn có nhiều người chấp nhận nguy hiểm cao cho nên họ đầu tư bỏ tiền vào những cái công ty công nghệ đó là lý do tại sao mà các bạn thấy được là chỉ số nasdaq cứ liên tục phá đỉnh mới cho nên nhiều người bây giờ là vẫn tiếp tục là chấp nhận nguy hiểm cao và vì lý do đó, thị trường chứng khoán bây giờ chúng ta không có rõ được là tình hình như thế nào. Bây giờ mọi người không có cùng là đồng lòng cho nên bây giờ là các bạn thấy là tiếp tục là vàng chứng khoán và Bitcoin là đi cùng một cái xu hướng. Đây là cái tình hình mình muốn đem đến cho các bạn liên quan tới Bitcoin. Và chúng ta bây giờ nói tới Dogecoin thì Dogecoin đã có cái sự tăng trưởng rất là mạnh. Các bạn nhìn thấy được là trong thời gian cực kỳ ngắn 24 tiếng đồng hồ mà Dogecoin đã tăng hơn 20%. Bây giờ thường mới refresh lại thì chỉ tăng có 14,4% Nhưng mà lý do tại sao tăng Tại vì các bạn thấy là có một cái thử thách ở trên TikTok Nhiều bạn mà có chơi TikTok cũng đã biết Đây là một cái mạng lưới mạng xã hội mà các bạn có thể đăng những cái video ngắn Và có những cái thử thách trên đó và một trong những thử thách mà đã được đưa ra trong tuần này là có một số người bắt đầu là khoảng chừng 5 ngày trước đây là có một người tên là James 97 đã đăng lên một cái video ngắn nói là tất cả chúng ta có thể làm giàu bằng cách là bỏ tiền vào đồng Dogecoin các bạn à, không cần phải biết Dogecoin là gì bây giờ tổng cộng là có 800 triệu người trên TikTok mỗi người bỏ vào 25 đô để mà pump đồng Dogecoin lên khi mà đồng Dogecoin lên tới 1 đô la thì 25 đô đó sẽ trở thành 10 ngàn và các bạn thấy là cái sự hưởng ứng của cái phong trào này là rất là nhiều cho nên càng nhiều người tham gia vào và lại càng có nhiều người chia sẻ những cái thử thách tương tự ở trên tiktok dẫn đến việc là các bạn thấy là đồng của đồng Dogecoin đã tăng lên cái mức rất là nhiều trong thời gian rất là ngắn 24 tiếng hồi mà đã tăng lên tới hơn 20 phần trăm mà trong khi đây một đồng mà nhiều người cho là đã chết đi cho bạn thấy được là đồng Dogecoin đã được gây dựng khoảng chừng là năm 2013 và cái người mà gây dựng đồng Dogecoin này Họ gây dựng chỉ đơn giản là một cái trò đùa tại vì lúc đó là tiền kỹ thuật số vẫn còn rất là mới. Cho nên người này đã giống như là copy cái mã nguồn của Bitcoin và tự tạo ra đồng Dogecoin này để mà chơi cho vui nhưng mà không ngờ chúng ta thấy cái sự phát triển của đồng Dogecoin trong một thời gian khoảng chừng là 2-3 năm nhưng mà sau đó đồng Dogecoin là giống như là không còn ai quan tâm đến nhưng mà không biết gì lý do gì mà các bạn thấy là đồng Dogecoin vẫn sống sót cho đến ngày hôm nay và bây giờ đồng Dogecoin đã có cái vốn hóa là 576 triệu bây giờ đồng Dogecoin là đứng hạng thứ 26 các bạn thấy là trong thị trường này không có gì không có gì các bạn có thể đoán được một đồng mà có nhiều tiềm năng có nhiều công nghệ tốt nhưng mà lại không sống sót đồng đó có thể là đứng hạng giả sử như là 300, 400, 500 như một đồng mà hầu như là công nghệ không phát triển và cũng không có ai sử dụng mà lại có thể tiếp tục nằm ở trong cái top 100 và thậm chí bây giờ là lên tới cái top 26 với tổng số vốn hóa lên tới 576 triệu và trong nhiều năm qua lâu lâu chúng ta lại thấy có một người nổi tiếng nào đó lại nói giỡn về đồng Dogecoin giống như là các bạn thấy là Elon Musk là năm 2019 hồi tháng 4 mới đây thì Elon Musk nói là Dogecoin có thể là tiền crypto mà ta thích nhất. Các bạn có đã biết là Elon Musk là CEO của công ty xe điện Tesla cũng như là công ty SpaceX là hai công ty mà rất là nổi tiếng và Elon Musk là một cái CEO mà rất nhiều người quan tâm tới và cái thuyết này đối thường đương nhiên là Elon Musk chỉ đùa giỡn với mọi người nhưng mà cũng có 2001 người retweet cái người đã share lại và có 7900 lượt like và các bạn thấy là Elon Musk có cái số lượng người theo dõi rất là nhiều có 36,6 triệu người theo dõi cái uh, Twitter của Elon Musk và ngay cả các bạn thấy là cái Twitter chính thức của Dogecoin cũng đã đưa ra thông báo là mọi người cần nên cẩn thận Đừng có tham gia vào giống như là các bạn thấy là giá cả tăng lên thì đừng có FOMO vào Tại vì đây chỉ là một cái trò chơi trên TikTok mà giá cả được đẩy lên rất là nhiều Nhưng mà các bạn thấy được là thị trường crypto nhỏ bé cỡ nào Ngay cả những người trên TikTok cũng có thể là pump một đồng lên tới 20% trong vòng chỉ có một ngày đây là tài liệu liên quan tới Dogecoin Nhưng mà một tài liệu khác tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới TikTok tôi nghĩ là quan trọng hơn Đó chính là lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mike Pompeo Liên quan đến cái ứng dụng TikTok này Thì thứ hai mới đây Mike Pompeo ở trên một cuộc phỏng vấn với lại cái đài truyền Fox News Đã nói là Mike Pompeo có ý định là đưa ra thông báo là sẽ cấm cái ứng dụng TikTok ở Hoa Kỳ. Tại sao? Tại vì Mike Pompeo nói là ông ta có nhiều sự lo lắng liên quan tới những cái tài liệu mà TikTok thu được từ người dân của Hoa Kỳ, sau đó là sẽ đưa cho Trung Quốc. Tại vì như bạn có nói biết là TikTok là một công ty Trung Quốc và có trụ sở ở Bắc Kinh. Và ngay cả khi mà người ta hỏi Tổng thống Donald Trump, thì Tổng thống Donald Trump cũng đã nói những cái điều tương tự là Tổng thống Donald Trump bây giờ nói là có thể là ra lệnh là cấm TikTok ở Hoa Kỳ để cho đây coi như là một cái sự trừng phạt đối với Trung Quốc thì thật ra có cấm hay không chúng ta vẫn chưa có biết nhưng mà đây là một điều mà hoàn toàn có thể tại vì khi mà chúng ta chỉ thấy có Mike Pompeo nói trên Fox News thì có thể là ông ta chỉ nói su miệng nhưng mà các bạn thả thấy là ngay cả khi mà những phóng viên confirm lại xác định lại về tổng thống Donald Trump thì tổng thống Trump cũng có quy định tương tự là sẽ ra quyết định là sẽ không cho người Hoa Kỳ sử dụng cái ứng dụng TikTok thì không sử dụng thực sự cũng rất là dễ các bạn thấy là bây giờ ở Hoa Kỳ thì hầu hết mọi người đều sử dụng iPhone hay Android chỉ cần là ban, có nghĩa là cấm cái ứng dụng TikTok này không cho người ta uh, download Có nghĩa là sẽ ban, có nghĩa là sẽ xóa cái ứng dụng TikTok này ra khỏi những cái App Store hay là những cái Google Play Và cái ứng dụng này trên mạng lưới của những cái điện thoại di động không hoạt động được thì coi như người Hoa Kỳ sẽ không được sử dụng đây cũng là một điều mà hoàn toàn có thể làm được và tiktok đã nói gì tiktok nói là tuy là công ty tiktok là một công ty trung quốc nhưng mà ceo của công ty tiktok là một người hoa kỳ và thêm nữa là những nhà lãnh đạo cấp cao của công ty tiktok là nằm ở hoa kỳ cho nên công ty tiktok là hoàn toàn tuân thủ luật pháp của hoa kỳ và nếu như mà ngay cả mà chính phủ trung quốc đòi hỏi tài liệu công ty tiktok cũng sẽ không có chia sẻ những tài liệu đó cho nên không có gì cần phải lo lắng và các bạn thấy được là công ty TikTok cũng gặp rất nhiều những cái vấn đề gần đây cũng như là ngày 30 tây tháng 6 thì Ấn Độ đã ra quyết định là cấm ứng dụng TikTok và 58 những cái ứng dụng Trung Quốc khác hoạt động ở trong lãnh thổ của Ấn Độ. Tại sao? Tại vì Ấn Độ với Trung Quốc bây giờ đã đang có một cái cuộc xung đột biên giới và cuộc xung đột biên giới này đã xảy ra vào ngày 15 tây tháng 6 dẫn đến việc là ứng dụng TikTok đã bị cấm ở Ấn Độ cùng với 58 những ứng dụng Trung Quốc khác. Đây chính là tài liệu liên quan tới TikTok thường muốn đem đến cho các bạn Một đồng nữa mà được pump rất là mạnh trong vòng 10 ngày qua đây chính là đồng Cardano Đồng Cardano đã tăng lên 85% trong vòng chỉ có 10 ngày Thì đây là một bài viết được chia sẻ bởi Cointelegraph nói là có 3 lý do Tại sao đồng Cardano tăng mạnh Tôi nghĩ là một lý do lớn nhất như bạn cũng đã biết Thường đã làm cũng khá nhiều video liên quan tới cái tình hình của Cardano đó chính là cái sự ra đời của mạng lưới Soli đây là một cái sự hứa hẹn cũng đã rất là lâu các bạn thấy được là đồng Cardano đã nói về Soli hai năm qua và cuối cùng các bạn cũng đã thấy được là cái mạng nguồn Soli đã được kích hoạt bởi đội của Cardano và thực tế cái điều quan trọng hơn là khi mà Cardano có Soli thì chúng ta có thể thấy được cái chế độ staking được mở trên mạng lưới của Cardano đây là một trong những cái điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Tại vì khi mà chúng ta nói tới một cái đồng kỹ thuật số Thì không chỉ riêng là công nghệ mà các bạn phải nhìn vào một cái góc cạnh khác Đó chính là góc cạnh tài chính Và một trong những điều mà chúng ta cần phải lưu ý đến Đó chính là cái hệ thống tài chính như thế nào Và khi mà chúng ta có những cái hệ thống tài chính như là staking Có nghĩa là các bạn có đồng Cardano, đồng ADA Các bạn có thể tham gia vào stake Để chúng ta có thể là lấy được tiền từ mạng lưới Khi mà chúng ta để đồng Cardano vào thì sẽ dẫn đến việc là đây là một cái công cụ tài chính nhiều người sẽ thu mua đồng Cardano vì lý do là họ chờ đợi Celly cập nhật thành công sau đó họ sẽ dùng để stake. Thì tình hình bây giờ là cái Halford vẫn là đang để cái ngày là ngày 29 tháng 7. Có nghĩa là ngày 29 tháng 7 là ngày mà sẽ Halford của đồng Cardano. Tới gần ngày đó khi mà nhiều tài liệu chia sẻ tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn là các bạn phải lưu trữ đồng ADA ở trong ví nào. Bây giờ thì vẫn chưa có tài liệu liên quan tới là ví nào hỗ trợ Harford và sàn nào hỗ trợ Harford. Thường cho chia sẻ về vấn đề này tại vì bản thân Thuận vẫn đang lưu trữ đồng ADA. Và đồng ADA thường lưu trữ ở trong cái ví cá nhân, cái ví Ledger. À, thông qua cái ví ADA Lite và sau khi mà hoa phúc thành công thì chẩn đoán là cái staking reward đầu tiên có nghĩa là cái phần thưởng staking đầu tiên sẽ được chia sẻ trên mạng lưới của đồng Cardano và khoảng là giữa tháng 8 đây là một cái lý do nghĩ lớn nhất dẫn đến việc là tại sao đồng Cardano tăng giá một số những lý do khác được đưa ra bởi bài viết này đó chính là liên quan tới phân tích kỹ thuật thì nhiều người cho là cái mức giá là 0.107 đô la có nghĩa là khoảng 10 sen, đó chính là cái mức giá mà đồng Cardano đã không phá được từ tháng 8 năm 2018. Và gần đây thì mức giá này đã bị phá, cho nên nó dẫn đến việc là đồng Cardano có cái sự tăng trưởng. Cũng tương tự như là nhiều người nói bây giờ là khi chúng ta nói tới giá cả của BTC thì 10.500 đô vẫn là cái mức mà nhiều người tiếp tục quan sát tại vì 10.500 đô là một mức mà đồng BTC không phá được trong vòng mấy tháng qua. Cho nên nếu như mà phá được 10.500 đô thì nhiều người cho là đồng BTC chúng ta sẽ thấy được cái giá lên rất là cao và cái lý do cuối cùng được đưa ra liên quan tới Cardano trong bài viết này đó chính là liên quan tới cái à, thị trường DeFi. Thì như bạn có biết là DeFi là ứng dụng tài chính phi tập trung và thị trường này ngày lại càng lớn mạnh và bây giờ là nắm đầu trong thị trường này vẫn là đồng Ethereum. Cho nên đồng Tron đã lên tiếng cách đây 2-3 ngày là sẽ đưa ra ba cái ứng dụng liên quan tới thị trường DeFi Và Cardano thì John Hutchinson cũng đã nhắm vào thị trường DeFi này Cho nên nhiều người có thể là cho là nếu như mà Cardano cập nhật sau thành công Mạng lý trở thành phi tập trung hơn và có thể giải quyết được nhiều giao dịch Và bây giờ lại khuyến khích người ta tham gia vào mạng lưới của Cardano Để có thể là lập trình Các bạn cũng nên nhớ là Cardano sẽ đưa ra cái quỹ là 20 triệu đô la với cái quỹ đó là coi như là nếu như các bạn là một nhà lập trình các bạn muốn mở một công ty mà là một ứng dụng cho mạng lưới của Cardano ADA thì các bạn có thể là điền đơn để được Cardano tài trợ và cái số tiền này là họ có thể là cho các bạn mượn hay là họ có thể là tài trợ công ty và công ty phải chia lại một số cổ phần cho cái đội của Cardano đây là cách hoạt động của cái quỹ 20 triệu này và nếu như cái quỹ 20 triệu này mà khuyến khích nhiều người developer vào trong thị trường của Cardano và gây dựng những cái ứng dụng DeFi mà được ưa chuộng thì Cardano có thể lấy đi một phần của thị trường DeFi thì sẽ dẫn đến việc là giá cả sẽ tăng thêm hơn đây chính là những tài liệu liên quan tới Cardano tôi muốn chia sẻ với các bạn Ngoại trừ những điều này ra thì các bạn thấy là có một số đồng khác cũng đã pump trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua nhưng mà chúng ta không có tin tức. Như là các bạn thấy là đồng Seacoin coin đã tăng 18% thì chúng ta không có tin tức gì liên quan tới Seacoin coin mà thường có thể chia sẻ. Chỉ có là đồng đó đang được tăng trưởng về mặt giá cả và ngay cả đồng Holochain cũng đã được tăng trưởng trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua nhưng mà chúng ta cũng không có tin tức uh, liên quan tới đồng Holochain thường có thể chia sẻ. Và đây là tất cả những gì mình tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay liên quan tới thị trường crypto Tôi sẽ có một cái video khác liên quan tới thị trường tài chính để cho các bạn nắm được là thị trường tài chính bây giờ là tình hình như thế nào Và nếu như các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội Các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này Các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức của Facebook, Telegram và Twitter Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn tìm hiểu những sàn giao dịch liên quan tới thị trường crypto thì trước khi mà các bạn đăng ký một sàn nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho những bạn nào mà đang xem chương trình của Thuận Capital như là những ưu đãi cho sàn NEPX, sàn Bybit, hai sàn này là hai sàn giao dịch margin hay là các bạn có thể tham gia sàn Binance và sàn Coinbase và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.